Quả Nhà Tự Nhiên xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video của ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tiểu đường là một trong những căn bệnh được khá nhiều người quan tâm bởi tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng. Quan trọng là hầu hết các nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này đều có liên quan đến việc ăn uống, di truyền, thậm chí là không khí và chế độ sinh hoạt. Bị tiểu đường ăn nhãn được không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Nhãn là loại hoa quả mùa hè được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, bệnh nhân bị tiểu đường ăn nhãn có được không? Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để có được câu trả lời nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiểu đường là gì? Trước khi tìm hiểu tiểu đường ăn được nhãn không thì hãy cùng xem tiểu đường là gì và các biến chứng gì, mức độ nghiêm trọng ra sao. Khi nắm được những kiến thức cơ bản, bản thân người bệnh mới có thể đưa ra được những điều chỉnh phù hợp và quan trọng với việc ăn uống, sử dụng các thực phẩm hàng ngày. Hiểu một cách đơn giản là khi chúng ta hấp thu thức ăn, tuyến tụy sẽ tiết ra insulin. Đây là một loại hormone giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Khi mắc bệnh tiểu đường, tình trạng tăng đường trong máu sẽ thành mãn tính, không bị lây nhiễm nhưng có tính di truyền do thiếu insulin. Qua 2 lần thử máu thì mức độ lớn hơn hoặc bằng 126mg trên decilit, bác sĩ sẽ kết luận người đó có bị tiểu đường hay không. Tiểu đường type 1 thì xuất hiện khi không có insulin sản sinh. Nếu mức độ trở thành insulin được tạo ra nhưng cơ thể trở nên kháng insulin, không có khả năng hấp thu loại hormone này thì sẽ bị tiểu đường type 2. Là một căn bệnh mãn tính, tiểu đường không trực tiếp gây đe dọa đến cuộc sống hàng ngày nhưng lại có thể làm tổn hại đến sức khỏe của người bệnh. Không chỉ thắc mắc tiểu đường ăn được nhãn không, mà bệnh nhân tiểu đường còn phải tìm hiểu khá nhiều các loại thực phẩm khác có được sử dụng hay không. Biến chứng của tiểu đường. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về biến chứng mãn tính. Thứ nhất là biến chứng về thận. Đó là biến chứng mà lượng đường trong máu tăng cao sẽ làm tổn thương vi mạch máu trong thận, làm giảm chức năng sàng lọc của thận dẫn đến suy thận. Biến chứng thứ hai là biến chứng ở mắt. Hệ thống mao mạch bị ảnh hưởng từ việc đường huyết tăng cao đột ngột, làm thị lực của người bệnh giảm sút. Đôi khi còn gặp phải các biến chứng về mắt như là đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp cũng có thể xảy ra. Biến chứng thứ ba là biến chứng về thần kinh. Loại biến chứng này thì xuất hiện khá sớm và dễ nhận biết nhất của người bệnh tiểu đường. Người bệnh sẽ có cảm giác đau, tê, nóng ở chân, nhịp tim và nhịp thở bất ổn định hay tiết ra mồ hôi. Biến chứng tiếp theo là biến chứng ở tim mạch. Mặc dù các biến chứng về tim mạch như là tăng mỡ máu, cao huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc là động mạch ngoại vi thì gây tắc mạch là điều khó tránh ở bệnh nhân tiểu đường. Tiếp theo là biến chứng bị nhiễm trùng. Cơ thể bình thường sẽ tự động sản sinh sức đề kháng giúp tránh được một số bệnh trong đó có nhiễm trùng. Tuy nhiên ở những người bị bệnh tiểu đường, khi mà lượng đường trong máu cao là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển, từ đó làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể, gây nên nhiễm trùng ở nhiều vùng trên cơ thể. Và loại biến chứng thứ hai đó chính là biến chứng cấp tính. Không xuất hiện nhiều biến chứng như mãn tính, các biến chứng cấp tính xảy ra luôn tức thì, dễ nhận biết, bao gồm là chứng hạ đường huyết. Khi lượng đường trong máu giảm đột ngột dưới mức cho phép khoảng 3,6mmol trên lít, có thể là do bạn bị uống thuốc hoặc là tiêm thuốc quá liều, ăn quá kiêng khem, hoặc là uống thuốc khi mà chưa ăn, tập luyện quá sức, uống nhiều rượu hay bia. Dấu hiệu hạ đường huyết thì khá dễ nhận biết, ví dụ như là đói cồn cào, cơ thể uể oải, mệt mỏi, chân tay bủn rủn, vã mồ hôi, choáng váng và tim đập nhanh. Những trường hợp này thì cần được đưa đi cấp cứu kịp thời để tránh gây nguy hiểm cho người bệnh. Triệu chứng thứ hai đó chính là hôn mê. Khi mà lượng đường huyết tăng cao, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê đột ngột, cần kiểm soát tốt đường huyết của người bị bệnh đái tháo đường bằng thuốc men. Với người bị tiểu đường ăn nhãn được không? Nhãn là một loại hoa quả thường thấy vào mùa hè, có vị ngọt dễ chịu và rất dễ hấp dẫn với mọi người. Nhãn là trái cây giàu vitamin C. Trong 100g nhãn thì có chứa 84mg dưỡng chất này,
cung cấp 93% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày cho nam giới và 100% nhu cầu của nữ giới. Xét về chữa bệnh thì nhãn có khả năng chống cảm cúm, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp đến 19% lượng đồng cần cung cấp cho cơ thể. Nhãn còn chứa một loại chất có tên là Robifarin, là một loại vitamin có tác dụng tích cực đối với mắt. Nhất là thiếu loại vitamin này thì sẽ dẫn dễ đến hiện tượng đục thủy tinh thể hay là mờ mắt. Thế nhưng bệnh tiểu đường có ăn nhãn được không lại là một câu trả lời hoàn toàn khác. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì nhãn nằm trong danh sách các loại quả hạn chế ăn nhất có thể. Nguyên nhân là do trong nhãn có nhiều đường, tính ngọt cao nên ăn vào sẽ khiến cho đường lượng đường huyết dễ tăng nhanh, gây tăng cân. Thậm chí nếu ăn khoảng 300g nhãn, nghĩa là bạn đang hấp thụ khoảng 1,5 bát cơm. Điều này dễ gây ra béo phì, một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường. Nếu như ăn nhãn với số lượng lớn sẽ dễ dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao, làm cho huyết áp không được ổn định. Tốt nhất nên hạn chế ăn. Nếu thực hiện món ăn loại quả này, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ để ăn với liều lượng phù hợp nhất, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Ngoài bệnh nhân bị tiểu đường thì những người mắc những bệnh sau đây cũng không nên ăn nhãn. Đầu tiên là đối với những người bị mụn thì nên hạn chế ăn nhãn. Trái nhãn thì chứa nhiều khoáng chất, vitamin C hay là vitamin A, kali, phốt pho, magie và sắt. Do vậy mà ăn nhãn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên loại quả này là nguồn cơn gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa nếu mà ăn nhiều. Nhưng nếu bạn dùng long nhãn để ngâm rượu thì nó lại giúp cho bạn làm đẹp da. Hỗn hợp này có khả năng chống lão hóa nên giúp tăng cường sức khỏe cho da. Đặc biệt là đối với da ở khu vực mắt, nó sẽ giúp làm giảm nếp nhăn và làm sáng da. Thứ hai là người bị béo phì thì nên hạn chế ăn nhãn. Nhiều người thường nghĩ ăn nhiều hoa quả sẽ không bị béo phì. Họ nhịn ăn cơm và thay bằng ăn hoa quả để giảm cân. Nhưng kết quả thì ngược lại với mong muốn. Trái cây thì chứa nhiều vitamin và chất xơ, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Cũng chính vì điều này mà nhiều người bắt đầu cuộc chiến giảm cân bằng trái cây. Đây sẽ là một quan niệm đúng nếu như bạn biết lựa chọn các loại hoa quả để ăn, tuân thủ theo nguyên tắc, thời gian và liều lượng. Theo các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thì những loại trái cây có vị ngọt thường có hàm lượng đường cao. Khi ăn nhiều thì các loại quả này cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng khá lớn. Vì vậy, nếu nhịn ăn cơm mà ăn nhiều các loại quả ngọt này thì vẫn bị tăng cân và hoàn toàn có thể. Nếu muốn không bị béo hoặc là muốn giảm cân, bạn nên ăn các loại hoa quả có hàm lượng đường thấp như là dưa chuột hay củ đậu. Hiệu quả giảm cân sẽ tăng gấp bội nếu như bạn ăn các loại trái cây này vào buổi sáng trước các bữa ăn hoặc là chia nhỏ trong các bữa phụ. Ngồi nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Ngồi nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiểu đường và tim mạch. Theo Đại học Columbia ở Hoa Kỳ cho rằng, duy trì việc ngồi quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim và ung thư. Ngược lại thì nguy cơ này sẽ giảm đáng kể nếu như bạn dành lại 30 phút mỗi ngày để vận động nhẹ nhàng. Nghiên cứu này thì đã được công bố trên tạp chí y khoa American Journal and Urology. Đa phần thì mọi người thường ngồi nhiều cho dù là ở công ty, di chuyển bằng ô tô hay là ở nhà. Theo tính toán thì người Mỹ dành ít nhất từ 11 tới 12 giờ cho việc ngồi. Một số báo cáo thì cho rằng việc dành quá nhiều thời gian cho việc ngồi với tần suất liên tục có thể gây ra thói quen lười vận động, giảm chức năng của cơ quan vận động như là cơ, xương và làm suy giảm chức năng tim phổi. Thế nhưng hầu hết mọi người không biết được chính xác là chỉ nên ngồi bao nhiêu lâu mỗi ngày. Để nắm rõ vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của dự án ERICUS, một dự án được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Y tế Cộng hòa Hoa Kỳ, về tai biến mạch máu não, khu vực và từng cá nhân. Kết quả cho thấy thời gian ngồi trung bình chiếm khoảng 77% hoạt động trong ngày, tức là thời gian trong ngày trừ lúc ngủ, tương đương với 12 giờ mỗi ngày. Giảm nguy cơ tử vong bằng cách giảm thời gian ngồi xuống 30 phút mỗi ngày. Theo kết quả nghiên cứu cho biết, nguy cơ tử vong có thể thấp hơn 17% nếu mà chúng ta rút ngắn thời gian ngồi mỗi ngày xuống 30 phút, liên tục đan xen các bài tập thể dục nhẹ và hoạt động thể chất. Nếu mỗi ngày dành ra khoảng 30 phút để vận động với cường độ trung bình sẽ giảm 35% nguy cơ tử vong.
Những bài tập này thì bao gồm đi bộ, chạy hay là đạp xe đạp. Bên cạnh đó, khi làm việc tại văn phòng, bạn cũng chỉ nên chia nhỏ thời gian ngồi, thời gian đứng dậy và đi lại trong khoảng từ 1 đến 5 phút. Tốt nhất là hãy tập thói quen 30 phút vận động mỗi ngày. Theo ông Chris D., phó giáo sư của y học hành vi, Đại học Y khoa Columbia, cách hiệu quả nhất để tập thói quen vận động đó chính là tăng thời gian hoạt động của cơ thể. Xem xét giảm thời gian ngồi một chỗ. Nếu bạn phải ngồi và làm việc trong một thời gian dài, bạn chỉ nên nghỉ ngơi sau 30 phút và di chuyển cơ thể. Những điều này sẽ làm giúp giảm nguy cơ tử vong. Hạn chế ngồi lâu quá nhiều để giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường và bệnh tim. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Queen, khảo sát trên 800.000 người ở nước Anh, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng ngồi lâu sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim và ung thư. Kết quả này cho thấy 17% bệnh tiểu đường type 2 và 5% bệnh tim mạch có thể được ngăn ngừa đơn giản bằng cách cắt giảm thời gian ngồi trong ngày. Ngồi càng lâu, nguy cơ mắc ung thư càng cao. Bằng việc cải thiện thói quen này, chúng ta có thể ngăn ngừa 9% ung thư đại trực tràng, 8% ung thư nội mạc tử cung và 7,5% ung thư phổi. Mặc dù vẫn chưa làm rõ cơ chế gây ảnh hưởng của việc ngồi tới sức khỏe, nhưng nếu cứ ngồi liên tục có thể kéo theo những hệ quả như là chức năng của các cơ quan vận động giảm sút, độ nhạy của insulin giảm, lượng tiêu thụ calo giảm và chức năng tim phổi cũng suy giảm. Khi tập thể dục thì cơ bắp sẽ co lại và kích thích một hợp chất gọi là ATP sẽ giúp kiểm soát quá trình chuyển hóa gluco của tế bào. Tuy nhiên khi cơ thể bị thiếu vận động, hoạt động của ATP cũng như là một số lượng TI sẽ tạo ra ATP sẽ bị giảm đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là video của chúng ta đến đây tạm thời khép lại. Hy vọng đoạn video trên đã giúp người bệnh tiểu đường hiểu rõ về bệnh của mình cũng như chú ý đến thực phẩm phù hợp trong khẩu phần ăn mỗi ngày để kiểm soát đường huyết tốt hơn, hiểu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị bệnh tiểu đường và cách chọn lựa thực phẩm phù hợp cũng giúp bạn kiểm soát tốt căn bệnh, giảm được nguy cơ các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh gây nên. Cảm ơn quý vị đã xem video, chúc quý vị sức khỏe và luôn an vui trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!